Hello? Anyone hear me? Yes or no? Hello? Có nghe tiếng cô không? Yes. Okay. Rồi, so we move on the lesson today. Bài hôm qua mình đang học gì nhỉ? Look, listen, smile, and draw, right? We have learned about the body parts. Is it correct? Yeah, the body parts. Okay, and we have two main body parts. Hai bộ phận chính, đó là mặt và gì nhỉ? Face and body. Is that correct? Yes or no? Rồi, okay, now face trước nhé. Bây giờ cô sẽ, mình sẽ chơi lại trò hôm qua nhé. A small game here. Okay, I call a body part and you show me your body part. Is it okay? Yes or no? Cô sẽ gọi tên một body part and và con làm gì? Show cho cô cái body part đấy nhé. Is it okay? Yes or no? The first one. Cheek. 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 Yes, má rồi đúng không? Eyebrow. Yes, correct. Eyelash. Eyelash. Yes, correct. Ears. Ears. Yes, all right. Now, some more. Teeth. 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 Okay, very good. Neck. Neck. Yes, all right. Now, last one. Shoulder. 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 Yes, correct. Forehead. Forehead. Okay, very good. Rồi, nhớ hết rồi đúng không? Forehead. Rồi, so now another one. Arms. 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 Yes, okay. Now, so one more. Hand. Hand. Yes, all right. Finger. 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 Yes, all right. Chest. Chest. Where's your chest? Okay, very good. So stand up a little bit, huh? Đứng dậy một tí thôi. Yes, stand up. So we have one more. Stomach. Stomach. Where your stomach? Yes, chỉ vào nào. Show me your stomach. Okay. Rồi, so all right. One more nha. Okay. Your leg. Show me your long leg. Okay, very good. So one more. Your toes. Your toes. Where your toes? Okay, very good. Very good. Okay, show me your foot. Foot. One foot over here. Yes, very good. So now. Okay, so sit down, please. Sit down, sit down. Sit down. Okay, rồi, so this one is warm-up games, right? Okay, rồi mình vừa có một bài một trò chơi khởi động, đúng không? All right. Làm nhớ hết tất cả các từ này rồi, đúng không? Now one more. Can you see my screen? Thấy màn hình của cô không? Yes or no? Yeah. Thấy rõ chưa? Is it clear? Is it clear? Có thấy gì không? Rồi, okay, so we have one more. I mean, I share it again. Now, can you see my big screen? Can you see my big screen? Thấy màn hình lớn của cô không? Yes or no? Yes, okay, so we have three pictures here.
Okay. What's wrong? Bài này dạ con học rồi ạ. Bài này học rồi hả? Okay, so we move on up. Thế bây giờ cô hỏi một chút ha. Bởi vì con học rồi ấy. So now we have small exercise. Bài tập này làm chưa con nhỉ? Have you done yet? Chưa. Chưa ạ? Ok. So now, thế thì mình vừa practice một chút nha. Mình đã có, ở đây thì mình có gì đấy? Có ba actions, right? Có ba hành động. The first one is wave, the second one is smile, and the last one is kick. Ok, you have learned that, right? Con đã học rồi đúng không? Ba hành động này. Rồi, thế mình sẽ move on. We have four more. Mình có bốn hành động tiếp theo. Bốn hành động này học chưa? Have you learned it? Rồi ạ. Rồi, ok. We have run. Gì nữa nào? The first one is run. The second one. Ok, Luke. Very good. À, nhìn kìa đúng không? À, là, and next one. Show your ears. So what is this? When you show your ears, khi mà mình chỉ vào, khi mà mình để tay lên cái tai thì nó là hành động gì nhỉ? Đó gì đấy? Listen, okay, very good, listen. Okay, so the last one. Cuối cùng là gì đấy nhỉ? Let's see. Now, so a small question, một câu hỏi nhỏ nhé. So what is the difference between the look and a see? Look and see, what is the difference between them? Hai mình có hai từ đúng không? Look và see đều có nghĩa là nhìn ở trong tiếng Việt đúng không? Theo con thì hai từ này khác nhau ở đâu? Do you know? Yes. Rồi cô nói nhá. Nào look, khi mà con nói là look là một hành động nhìn bản năng. Tức là con nhìn một việc gì đó đúng không? Con nhìn một cái gì đó. Rồi khi mà nhìn lâu vào một cái gì đó giống như cái hình see. See thì mình có từ see. Is it okay? Yes or no? Mèo từ see có mang hai nghĩa, một là con có thể nói là nhìn một cái gì đó đúng không? Hoặc là gặp một ai đó, xem một cái gì đó, nó giống từ watch, xem TV đúng không? Watching TV. Is it okay? Yes or no? Còn look chỉ đơn giản là nhìn thôi ha. Nhìn cái nhìn, một cái nhìn thôi. Alright, so we move on. Okay, so we have practice here. So I want you to look at the pictures and the letters and write the correct words. Is it okay? Yes or no? So the first one, we have four letters. Can you tell me what it is? You need to spell the word correctly. Đánh vần từ đúng nhỉ? Now, the first one, what is this? The first letter is... Chữ cái đầu tiên là... F. F. E. No E. Face, đúng không? Face. Okay, so F. F. A. Next one. E. C. One more. E. E. Okay, very good. Face. Now, so the second one. So we have this one is a ear, hand, right? A hand. So tell me, how can you pronounce it? How can you spell it? H. A. A. An. An. Last one. D. D. Okay, very good. Now, so number three. We have this one. Another word start with. Bắt đầu với chữ nào nào? Đâu biết?
N. Move on. O. S. Oh, sorry. S. E. Okay, very good. So next one, we have this one. F. F. Double E. Double E. Very good. Double E. And last one, one more. E. T. Okay, very good. All right. Now, so if we have one fit. One fit. We don't call it one. We don't call it fit. Huh? We call it foot. One foot. But if you have two, so we call it fit. Okay. Understand? One foot, but two feet. Is it okay? Nhớ được không? Yes or no? Mình có một thì mình gọi là foot. One foot. Okay. Mình có từ hai trở lên thì mình sẽ gọi là fit. Nhá. Mình không thêm s nhá. Riêng từ này không thêm s nhá. Ears mình thêm s, eyes mình thêm s, face mình thêm s, hand mình thêm s, nose mình thêm s cho số nhiều, nhưng mà feet thì mình không thêm s đúng không? Foot, feet. Is it alright? Understand? Remember that, huh? Nhớ được không? Rồi, so last one. One more. One more word here. M. O. O. U, right? M-O-U-T-H. Is that correct? Rồi. Nào, bây giờ cô dạy thêm một từ nữa nhé, bởi vì cái này con học rồi nè. Ok, nào, đây là cái miệng đúng không? Is that correct? This is a mouth. Ok? Yes or no? Rồi, đây là cả một cái miệng. Ok, thì bây giờ mình sẽ học cái bộ phận này nhá. Riêng cái mục mà ok, hai cái này là hai cái gì? Tiếng Việt mình gọi là gì? Môi đúng không? Is that correct? Yes or no? Đôi môi. Ok, so we have the word lips. Và mình có đôi môi, vì vậy mình phải thêm gì? Giống như kiểu đôi mắt, đôi tai đúng không? Vậy thì mình phải thêm S. Is it ok? Được không? Understand? So, write down this word. Viết thêm một câu từ này nữa nhá. Mình viết học thêm một từ nữa nhá. Lips. Dễ đúng không? Yeah, easy. No, no problem here. Okay, so now repeat after me, nhá. Okay, now nhắc lại nào. Ear. 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 Face. Face. Hand. Hand. Nose. Nose. Pit. Pit. Mouth. Mouth. Lip. Lip. Rồi, okay, very good. Now to lip. Âm cuối cùng là âm bật môi nhá. Nào lại nè, lip. Yes, okay, sau đó mình thêm S ở đằng sau ha. Is it alright? Bởi vì lip là đôi môi đúng không? Số nhiều. Okay, so we have the answer here. Face, hand, nose, fist, and mouth. So we move on. Okay, so they have their missing body parts. Yes, the face part. Now, they have missing là đang bị thất lạc con nhé. Missing face part, đúng không? Hoặc là the part of the face. Is that okay? Họ đang bị khuyết thiếu những bộ phận, họ đang bị thất lạc những bộ phận trên cơ thể. Việc của con là bổ sung các bộ phận này cho họ ha. Is that okay? So now number two, what is this? What is her missing parts? Eyes. Is that correct? Is it eyes?
Yes or no? Her eyes. Now number three. His mouth. Okay. His mouth. Number four. Tell me number. His nose. Okay, very good. We're missing his nose. Okay. He's missing his nose. Now number five. Hair. Ah, hair. Okay. Rồi, very good. Rồi, so now. Nào, con có thể nhận thấy ở đây là con gái thì, của con gái thì người ta dùng từ nào nhỉ? Her. Is that correct? Her. Yes. Her hair, her eyes. Okay, còn của con trai người ta dùng từ gì? His. His, đúng không? Mình có his ears, his mouth, his nose. Is that correct? Yes or no? Rồi, vậy là mình đã học nào rồi nhỉ? Từ từ nhá, bây giờ chuẩn bị ký hiệu cô một cái bảng hả? Alright, so I stop here and then I look here. Now, so let's see how much you have learned. Xem con đã học bao nhiêu cái này rồi nhá. Now, can you see my screen? Nhìn thấy màn hình của cô không? Yes or no? Okay, now bây giờ cô sẽ có subject, chủ ngữ đúng không? I, you, we, they, he, she, it, đúng không? Có nhìn được không con? Is it okay? Có bị che chỗ nào không? Không. Rồi, Peter là tên người. Ví dụ ở đây cô có thể thay Peter bằng tên con được đúng không? Yes or no? Okay. Rồi, subject ở đây là chủ ngữ ha. So I put it here, chủ ngữ. Okay, mình đã học những chủ ngữ này đúng không? Yes or no? Học chưa? Học rồi. Rồi, thế bây giờ nè. Bây giờ cô sẽ bây giờ mình sẽ có một cái gọi là tính từ sở hữu. Tức là của ai đó. Okay. Nào, thế bây giờ ghi lại cho cô nhá. Nào, tính từ sở hữu của ai là gì nhỉ? Của tôi là gì? Của tôi tiếng Anh là gì? Am I. Nhìn thấy từ này chưa? My. Now, this is my cat. This is my pen. Có bao giờ nghe thấy chưa? Yes or no? Yes or no? Nghe thấy bao giờ chưa? Nào, bây giờ thử nhá. Nào, đã bao giờ nghe thấy câu this is my cat. Nghe chưa? Yes or no? Rồi ạ. Rồi, đây là con mèo của tôi đúng không? Của tôi chứ không phải của người khác. Rồi, vậy thì từ đầu tiên mình có là từ của tôi nhá. Rồi, chỗ nào bị che em bảo cô ha. Now, the second one. Cái thứ hai là bạn, you là bạn đúng không? Thì mình có của bạn là gì nào? Của bạn. Your. Ok. Ví dụ con mèo này là của bạn nói như nào? Đố biết nào? Đố con biết nói kiểu gì? This is your cat. Yeah. Chính xác, mình sẽ có this is your cat. Is that alright? Yes or no? Rồi tiếp theo mình có từ we. Nào, từ we này thì mình sẽ có, ok, tính từ sở hữu là our, của chúng tôi hoặc của chúng ta nhá. Is that ok? Của chúng tôi hoặc của chúng ta. Vậy đây là con mèo của chúng tôi nói nào? This is this is our ok, our cat. Is that alright? Yes or no? Dễ không? Yeah. Rồi, so one more. Mình có họ đúng không? Vậy tính từ sở hữu là của họ. Nào, của họ nói như nào nào? There. Của họ. Is it okay? Yes or no? Rồi, vậy mình nói con mèo của họ nói như nào? Tell me. Okay, this is, yes, this is their cat. Okay, very good. This is their cat. Now, next one, we have the word he. Now, chủ ngữ là he, tính từ sở hữu sẽ là như vừa nãy.
Mình vừa làm bài tập về missing parts đúng không? Bộ những bộ phận thiếu ở trên cơ thể mình có từ his của anh ấy. Rồi, thế bây giờ nói đây là con mèo của anh ấy thì nói nào? How can you say? This is. This is. This his cat. Okay, very good. This is his cat. Now, so one more. We have the word she. We have the subject she. Right? Chủ ngữ she. Vậy thì tính từ sở hữu sẽ là H-E-R. Her. Của cô ấy nhá. Is it okay? This one? Nhớ được không? Rồi, vậy thì chỗ này nó sẽ là this is her cat. Đây là con mèo của cô ấy đúng không? Ok. Rồi, thế bây giờ là con mèo, à, đây là cái gì đấy của nó đúng không? Của nó. Rồi, ok. So one more. It's của nó. Rồi, mình sẽ có gì đây? This is its cat. Is it ok? Yes or no? Con mèo của nó đúng không? Hiểu bài không? Yes or no? Được. Rồi, cuối cùng nhá, mình sẽ có Peter. Nào, ví dụ ở đây cô cho Peter, con mèo của Peter chẳng hạn, thì mình sẽ phẩy S đằng sau Peter. Rồi, dễ không? Dễ hiểu không? Yes or no? Ok, và mình có là this is Peter cat. Rồi. Cái này... viết lại hộ cô cái bảng thôi nhá, còn ví dụ thì thôi không cần ha. Ví dụ cô để đây nhá. Is it ok? Yes or no? Ví dụ cô cho sang sau nhá. Từ từ đợi cô tí để cô ví dụ sang trang sau. Ok. Còn giờ con chỉ viết hộ cô cái bảng này thôi ha. You draw a table. Ok, draw a table with two columns. Yeah. Draw a table with two columns and two rows. Kéo cô một cái bảng với hai cột hai hàng nhé. Sau đó thì mình sẽ viết lại. Do you have ruler there? Có ruler ở đấy không? Okay. Không có. Ok. So, write down. Take the note. Ở dưới cùng này mình có là của Peter nhé. Thank you.
Có dài quá không con? It's too long. Cố gắng nhé. Thì sau đó mình sẽ bắt đầu đặt câu. Bộ phận nào đó của tôi chẳng hạn, bộ phận nào đó của bạn, bộ phận của anh ta, bộ phận của cô ta, đúng không? This is his eye chẳng hạn, đây là mắt của anh ấy đúng không? Ok, đây là mắt của tôi. This is my eyes, for example. Nhớ nhá, khi mà cô nhắc đến cái bảng là lập tức là phải nhớ đến cái bảng này đây nhá. Mình chỉ có, khi mà học thì mình chỉ có duy nhất cái bảng này thôi. Nhớ nhá, cô nhắc đến cái bảng là phải nhớ ngay đến cái bảng này luôn. Mình không học nhiều bảng đâu. Không, cô biết xong rồi ạ. Rồi, alright. So now we practice, huh? Luyện tập, huh? Okay, so we come back here. Again. Rồi. Can you see my screen? Thấy màn hình của cô chưa? Rồi, okay. Now, alright. Bây giờ mình sẽ làm bài tập này nhé. Ở đây thì mình có một tính từ sở hữu mà mình vừa học, đó là từ gì đấy? Từ my, của tôi. Đúng không? Nhìn thấy những từ my không? My mouth, my eyes, my ears, my hands. Đúng không? My feet, my legs. Nhìn thấy chưa? Is that correct? Yes or no? So, now, in the box, under the box here, there we have some actions. Mình có một số các động từ. Rồi, nhớ nghĩa các động từ này chưa con nhỉ? Rồi, ok. So now do this exercise. Làm bài tập này nhá. Now, number one. Đây là một hành động đi với miệng đúng không? Ok. I, gì đó, đúng không? Một hành động nào đó with my mouth. Một hành động đó, nào đó đi với miệng. Hành động nào? Which one here? Hành động nào đây với đi với miệng nào? Do you know which one? Sir? Hành động nào đi với miệng? In the box. Con nhìn ở trong cái hộp ý. Is it smile? Yeah, smile. Is that correct? Đúng chưa? Có phải cười không? Yes, okay. So the first one. Smile. Có nhìn rõ màn hình của cô không? Có thấy gì không? Không thấy bảo cô nhé. Nào, number two. Mình làm gì đó gì nhỉ? Với with my eyes. Với đôi mắt của mình. Look and see. And see. Very good. Look and see. Now, next one, number three. I gì đó to music with my ears. Mình làm gì đó với đôi tai của mình. Listen. Listen. Okay, very good. Listen. Now, number four.
At my friend with my hand. Với tay của mình. Which action here with your hand? Wave. Okay, wave. Very good. Wave. Wave. Chào đúng không? À, vẫy tay. Rồi, number five. I can. Okay. Blah, blah, a ball. Okay. Cái gì đó với quả bóng đúng không? With my feet. Với đôi chân của tôi đúng không? And rồi, vế đầu tiên đã nào. Với đôi chân của tôi. Kick. Okay, very good. Kick. And last one. And I can blah, blah, with my feet. And my legs. Run. Run. Okay, last one. We have the word run. Rồi, so now repeat after me nhá. Đọc cả câu với cô ha. Is it okay? Hơi dài tí nào. I smile with my mouth. I smile with my mouth. I look and see with my eyes. I look and see with my eyes. I listen to the music with my ears. I listen to the music. To music, sorry, to music. To music with my ears. Okay, very good. Number four, I wave at my friends with my hand. I wave at my friends. At my friend with my with hand. Rồi, dừng lại một chút nhá. Mình có từ wave này. Nào, đọc từ wave. Âm cuối cùng, hàm trên đặt xuống môi dưới và phát âm âm này của cô nhá. Wave. Nào thử nào. Try. Wave. Wave. Yes. Again, one more time. Nào, răng hàm trên đặt xuống môi dưới. Lấy khẩu hình miệng cô không? Yes, sao nào? Rồi, lại nhá. Wave. Wave. Yeah, chính xác. Rồi, mình sẽ có wave. Wave. Yes, okay. Nhớ nhá. Nó không chỉ chạm vào đâu mà con còn phải phát ra âm nữa. Nghe thấy rõ không? Có nghe gì không? Yes, sao nào? Ai bật tiếng TV to thế nhỉ? Someone. I hear the TV only. So tell someone to. Đi ra cho bé xuống. Đúng rồi. Ok. Rồi, ok. Mình sẽ có wave. 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 Nhớ nhá. Alright. Nào một từ nữa nào. Từ with là với nhé. Có biết từ này chưa con? Biết nghĩa từ này chưa? Với. Biết nghĩa từ này chưa? Nếu chưa biết thì ghi lại đã nhé. Ghi lại. Nếu mà chưa biết thì ghi lại. Còn biết rồi thì thôi. Nào mình có từ with này. Âm cuối cùng lưỡi đặt ra ngoài ạ cô nè. Yes. Có răng cửa không con? Không có răng cửa thì không đọc được câu nào được từ này đâu. Yes, có chưa? Mọc chưa? Mọc hết chưa? Có bị rụng răng nào không? Rồi đọc được đấy. Nào bây giờ thử nhá. With. No, no. Âm cuối thôi. Còn âm đầu tiên mình vẫn để ở trong bình thường ha. Vẫn để trong bình thường. Yes, with. With. Yeah, chính xác. Rồi âm cuối mình mới đưa lưỡi ra ngoài nhá. Sau chữ y mình bắt đầu đưa lưỡi ra ngoài này. With. With. Yeah, chính xác. Đúng rồi đấy. With. Rồi bây giờ đọc nốt câu cuối nhá. I can kick. I can kick. A ball. A ball. With my feet. With my feet. Yeah, chính xác. And I can run. And I can run. With my left foot. With my feet. With my feet. And legs. Rồi, dễ không? Is it okay? Yes or no? Nhớ nhá. Yeah. Mình có hai từ, một là wave.
vị trí của răng và môi phải nhớ nhé. Răng đặt xuống môi dưới mà mình phát âm âm này. Và thứ hai nữa là từ with, lưỡi đặt ra ngoài, là lưỡi âm cuối cùng á, sau chữ y lưỡi đặt ra ngoài luôn. With. Yes or no? Understand? Hiểu ý cô không? Nhớ được không? Rồi thêm một từ nữa nhé. Từ bò, quả bóng. Lưỡi đặt lên răng trên, hàm trên, lưỡi đặt lên hàm trên nhé, âm cuối. Sau từ sau âm o đúng không? Bò, bò. Ok. Thử nào, try again. Bò. Bò. Yes, ok, chính xác. Lưỡi đặt lên hàm trên á. Ok, rồi, so very good here. So we move on. Now, so now, what can you do with your mouth? What can you do with your mouth? So I have the answer here. Mình có thể làm gì với miệng của mình nhỉ? Smile, right? The first one, smile, mỉm cười đúng không? Gì nữa nào? Drink là uống đúng không? Drink. Eat là gì nào? Eat. Ăn đúng không? Talk là gì? Nói chuyện. Is that correct? Yes or no? Rồi, ok, so very good. Now, so now we have the question. What can you do with your hands? Now, think about it. Mình có thể làm gì với tay của mình ta? What can we do with your hands? We wave, right? Giống như bài vườn trong nãy thì mình làm gì nhỉ? Wave. Mình vẫy tay đúng không? Mình làm gì nữa? Mình hold. Nào bây giờ mình sẽ có, mình hold là mình cầm nắm đúng không? Yes or no? Hold. Có không? Có không con? Có đúng không? Đa phần là hold là cầm nắm. Is that correct? Yes or no? Hiểu ý cô không? Rồi, mình point, mình chỉ, có không? Có, chỉ trỏ. Is that correct? Gì nữa nhỉ? Còn gì nữa không? Anything else? What can you do with your hand? Think about your hand. Tell me. What can you do with your hand? A lot of things, huh? Đúng không? Rất nhiều việc đúng không? Yes or no? Nhưng mà chủ yếu mình sẽ có hai việc này. Okay. Rồi, so now. We have something here. Ui, nhiều thế. Ok, nào mình có gì đây? Right. À. Rồi, ok, mình có những cái nào mà mình vừa nói rồi nhỉ? Mình có hold, đúng không? Cầm nắm này. Mình có point là cái cô vừa bảo đúng không? Chỉ. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có những cái nào nữa đây? Mình có the right. Right, sorry. Right. Right là gì đấy con? Viết đúng không? Viết. Mình có draw là gì? Draw. Vẽ. Paint. Paint. Paint cũng là vẽ nhá. Nhưng mà đa phần đây toàn là vẽ kiểu sơn dầu hoặc là đấy, chứ không phải là vẽ kiểu draw, vẽ lung tung đúng không? Throw. Throw. Ném. Đúng không? Ném. Rồi, nếu mà chưa biết từ này thì tí nữa ghi lại cho cô ha. Is it okay? Nào, mình có catch. 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 Repeat after me. Catch. Catch ở đây mang ý nghĩa là bắt, là chụp. Nào, pick up. Pick up. Pick up là nhặt lên nhá. Nào, bây giờ đọc lại cho cô một từ đó, từ throw. Rồi, lưỡi lại đặt ra ngoài. Không phải là thờ râu đâu nhá. Lưỡi đặt ra ngoài cho cô ha. Yeah. Xong rút lại này. Âm ngay âm đầu tiên luôn. Throw. 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 Yeah. Throw. Ok, bây giờ mình thử một từ nữa giống như thế nhá. Có biết số 3 không? Có. Rồi, ok. Lưỡi đặt ra ngoài ngay âm đầu tiên này, xong rút vào và đọc âm three ngay phía sau nhé. Three. Three. Three.
Không phải tree đâu nhá, không phải tree. Nếu mà con đọc là tree thì nó lại nghe giống cái cây á. Yes or no? See that? Rồi, thế bây giờ mình phải đưa hai âm này khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất, con phải đưa lưỡi ra ngoài cho cô trước nhá. Rồi, hơi khó một chút này. Three. Three. Yeah, so a little bit. Ok, gần giống rồi đấy. Three. Rồi, chưa giống lắm nào. Bây giờ từ with đọc được rồi đúng không? Từ with đọc được rồi. Chẳng qua là từ with là âm cuối, mấy mình mới phải đưa lưỡi ra ngoài. Thế ở đây mình sẽ đưa lưỡi ra ngoài ngay đầu tiên luôn, nhớ nhá. Và sau đó mình sẽ từ đây đưa vào nào. Three. Three. Chưa giống lắm. Khi mà con đưa lưỡi ra ngoài, lúc mà con rút vào thì âm gió sẽ phát ra ngoài. Yes or no? Yeah, cô đang chỉ làm cái âm đấy thôi nhá. Nào. Is it okay? Now try it. Thế hẳn lưỡi ra ngoài luôn. Nào. Kẹp giữa hai răng nhá, kẹp nhẹ giữa hai răng, sau đó để gió ra ngoài. Hơi khó nhỉ, hơi khó nhỉ. Cô sẽ cho bằng cái này về luyện tập ở nhà nhá. Yes or no? Cố gắng ha. Rồi, làm bây giờ cười hộ cô cái nào để cô xem có bao nhiêu cái răng cửa nào. Phải có răng cửa mới phát âm được ông này. Yes, đủ hết không? Yes or no? Thiếu một cái à? Thiếu một cái răng cửa. Now let me see. Put a little bit there. Nào cười lên nào, smiley. Yes, đủ mà đúng không? Mình có thể đọc được âm này á. Yes, mình có hai cái, mình chỉ cần hai cái răng cửa thôi nhá. Rồi, ok. Rồi. Hơi khó một tí về luyện tập của cô nhá. Is it alright? Hơi khó một tí. Rồi, có nhìn lại màn hình của cô chưa? Can you see my screen again? Yes. Yes, ok. Rồi, bây giờ ghi lại của cô từ throw, từ catch and to pick up nhá. Từ throw mang ý nghĩa là ném, catch mang ý nghĩa là bắt và pick up là nhặt. Is that okay? Nào, mình sẽ có throw. Là mình có point trước nhỉ? Point trước đi. Chỉ trỏ đúng không? Throw. Ném. Catch. Bắt. Pick up. Nhặt và hold, nắm, cầm. Đây là những cái việc mà mình có thể làm với đôi tay đúng không? Xong rồi ạ. Rồi, ok, mình sẽ có cô nhắc chút nhá. Từ pick up. Có nhìn thấy không?
pick up. Mình đọc chậm thì mình sẽ đọc, mình đọc tách hai từ ra, mình sẽ đọc là pick up. Ok, tuy nhiên là trong khi đọc nhanh ấy, thì cô sẽ thường nối hai cái âm này với nhau, thì cô sẽ được từ pick up. Pick up. Được, được chưa? So repeat after me nhá. Nhắc lại ha. Pick up. Pick up. Is that okay? Yes or no? Cup. Pick up. Rồi, alright. Rồi, okay, very good. So we move on. We have the next question. Okay, so now we have another exercise. Look at the same robot. Okay, we have a robot here. What do you know? What is it? Con biết robot là gì không nhỉ con nhỉ? Robot. Tiếng Việt là robot đúng không? Okay. So now choose and write on the lines. Rồi bây giờ mình sẽ chọn các từ ở trong gì đấy in the box and then write in the blank or in the lines. Điền vào chỗ trống đúng không? Rồi ok, number one is an example. Number one là một cái ví dụ rồi đúng không? The computer is a robot face. Cái khuôn mặt của máy tính, khuôn mặt của robot đó là một cái máy tính. Is that correct? Yes or no? Đúng chưa? Rồi number two nào. The blank is the robot's mouth. The gì đó đúng không? Là miệng của con robot. Cái gì là miệng con robot đấy? You know? Where is the mouth? Is this one here is the mouth? Có phải cái này là cái miệng không? Yes or no? Yeah, so what is this? Can you guess? Can you guess what is this? Okay, look at your computer. Con đang dùng computer hay laptop? Are you using computer or laptop? Con đang dùng computer or laptop? Con? Con đang dùng máy tính hay là máy laptop? Which one? Máy tính ạ. Rồi, máy tính. Vậy thì trên máy tính của con ngoài cái màn hình ra đúng không? Cái màn hình thì mình gọi là screen. Đúng không? Cô hay thường nói là can you see my screen? Con nhìn thấy màn hình của cô không đúng không? Yes or no? Cái màn hình là screen. Còn cái mà con dùng để ấn số, con dùng để viết các thứ đánh gõ đấy gọi là gì? Bàn phím đúng không? Yes or no? Yes, okay. And in English, we call it keyboard. Keyboard. So repeat after me. Keyboard. Keyboard. Nhắc lại nào. Keyboard. 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 So the number two is keyboard. Number two. Rồi, number three. Tell me number three. What is this? Number three. The blank is a robot body. Clock. Cái đồng hồ đúng không? Yes, very good. Number four, the blank are the robot's arms. Stock. Shocks. Very good. And number five, last one. Hey. The kite are the robot legs. Is it okay? Yes or no? Kite. Yes. Yeah? Không phải K, yeah? Okay. Rồi và bây giờ nhiệm vụ người ta yêu cầu đó là draw the robot's eyes, ears and nose. Okay, can you do that? Prepare your pen and draw the robot's eyes, ears and nose. A pen ở đấy chưa? Yeah, do you know your pen? You know your pen? Where your pen on the screen? Rồi tìm cái bút của cô trên màn hình nào, tìm được không? Yes or no? Yes. Rồi, okay. So find your pen and draw.
sau đó vẽ hình cho cô nhé. Người ta yêu cầu vẽ gì nhỉ? Eyes, ears and nose. Yeah. Lên mặt con robot hả cô? Đúng rồi, lên con robot á. Vẽ lên con robot cái gì nhỉ? Cái mắt, cái mũi và cái ears là cái tai đúng không? Làm được không? Can you do that? Yes, very good. We have the eyes, the red eye. Yeah, so red nose, red nose. Okay, red ears. One more. Okay, very good. So we have ears over there. Is it okay? Is it easy? Dễ đúng không? Yes or no? Okay, so we move on. Now draw a robot. Okay, we have. Now we have this one. Suggestions got ý này. Sun X orange crab ball. À, cô cứ tưởng là eyes, ears, nose là những thứ rất là bình thường đúng không? Nhưng mà ở đây người ta có gợi ý cho mình là cái gì đấy? Cái ears có thể là gì đấy? Mặt trời đúng không? Nhá, yeah. Sun's eggs, quả trứng, orange, quả cam, grapes, quả nho, hoặc là ball, quả bóng. Còn ears có thể là gì đấy? Bananas, quả chuối đúng không? Ice cream là gì hả con? Do you know? Kem, flowers, bông hoa, roses là những dấu ích đúng không? Yes or no? Những cái dấu ích ở hai bên tai. Nào, thế còn shells là gì nhỉ? Shells, vỏ sò đúng không? Vỏ sò. Thế còn nose người ta còn đang gợi ý là con có thể vẽ những cái gì đấy? A phone, cái điện thoại là nose đúng không? A pencil, cái bút, hoặc a tick, một cái dấu V, hoặc là a carrot, là một củ cà rốt. Is it okay? Yes or no? They have a lot of options. Rồi, cô cứ tưởng vẽ không thôi, hóa ra còn vẽ cả đồ vật ở đây nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ ôn lại bài cũ nhá. Bây giờ mình sẽ nói, ví dụ như cái bức hình vừa nãy thì con đã vẽ cho con robot bao nhiêu cái mắt và bao nhiêu cái mũi nhỉ? In English, huh? My robot has got. Vừa nãy con đã vẽ bao nhiêu cái? Hai cái đúng không? I draw it again. Con đã vẽ hai cái đúng không? Yes or no? Oh, yes. Mouse here. Okay. Rồi bây giờ nói nào nhỉ? My robot has got how many eyes? My robot had got how many eyes? There are two eyes. Two eyes and a. Rồi, had got. Sorry, ở đây không phải là số đâu. Nào, had got gì nhỉ? Bây giờ người ta muốn con chọn những cái đồ vật này đúng không? Ví dụ như là mắt ở đây là gì đây? Two ball eyes. Hai quả bóng mắt đúng không? Hai cái mắt hình bóng và một cái mũi hình gì? Ví dụ ở đây cô chọn là phone á. Một cái mũi hình điện thoại. Is it okay? Yes or no? Uh-huh. Yes. So we have this one. My robot has got balls, eyes and a phone nose. Can you understand? Yes or no? Hiểu không? Yes. Uh-huh. Rồi cô xem bài tập nhé. Uh-huh. Bài này có làm được không nhỉ? Thử làm bài này nhá. Is it okay? Bài thế thì bài này làm rồi thì về làm lại của cô được không? Yes or no? Ừ, cố nhá, cố gắng ha. Ok, bây giờ mình đang ôn tập lại một chút thì mình sẽ có một bài kiểm tra ở sau nhá. Is it okay? Cố gắng ôn tập hộ cô ha. Ok, so goodbye.
And see you again later. Huh? Goodbye.